Hôm nay tôi sẽ đếm thử xem trong một cuộn giấy vệ sinh như vậy có bao nhiêu tờ giấy. Tôi sẽ lấy cuộn giấy vệ sinh của mẹ tôi và bữa nay tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người rằng một cuộn giấy vệ sinh sẽ có bao nhiêu tờ giấy giống như thế này. Nhưng trước tiên tôi sẽ khoe kênh của tôi trước vì nó đã đạt được hơn 70.000 người đăng ký. Nên là mọi người nhanh chóng bấm vào cái nút đăng ký kênh liền ngay. Sau khi đếm được 50 tờ giấy thì cuộn giấy đã vơi đi hết một nửa. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ ngoài xe giấy thì chúng ta đã sắp đến được mục đích. Cuộn giấy bắt đầu nhỏ dần và tôi đã đếm hết cuộn giấy và kết quả là có 200 tờ giấy vệ sinh nha mọi người. Quá dữ.